Đây là rau má mình trồng ở phía sau nhà. Hôm nay mình cắt cắt cái kéo á. Đây kéo gì nè. Mình mới bỏ vô cái thau mình rửa, rửa xong xuôi cái mình cắt á. Đây kéo cắt 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 cắt. Cho nó ngắn ngắn khúc khúc vậy để cái máy mình nó quay được. Xong mình bỏ lên máy mình quay nè. Cái đầu quay nó vẫn còn nhiều chỗ trống rồi, thôi cho thêm quay thêm cái này một lần nữa đi cho nó nó đậm thêm một chút ha, tại vì cái này hồi nãy mình làm mình chỉ làm một lần á, bây giờ mình muốn xay thêm nhiều lần cho nó ra hết cái chất. Có nhiều khi mình quay video á mình không có biết nói cái gì á cho nên mình ít nói, cái là mình nói nhỏ nói gì không có gì để nói. Có nhiều khi á, bằng nhìn mình làm á là có thể biết được mình làm gì vậy. Ok à, mình không có nói. Muốn xay nhiều lần cho nó ra đậm nước không ta, hay là gì cũng được rồi nè. Rồi, cỡ này được rồi, một ly. Một ly cỡ này được rồi ha, hơn chút đi. Em bỏ đường vô đi ha. Bỏ đường. Nước đá rồi xong một ly rau má. Rau má phải uống vào những ngày nắng ha, thấy mát hơn. Bây giờ đang trời mùa đông nhưng vì ở phía sau nhà mình nó không hái không được, nó già đó cho nên phải hái phải làm. Và uống rau má thì giống như là một cái hình thức để trị bệnh, tại vì nó mát á, nó mát cho gan cho nên mình chỉ uống thôi, chứ thật ra thì rau má nó có mùi cỏ quá không mấy gì thích ha. Có nhiều người thà rất là thích rau má, còn mình uống cái gì ở nhà nó có sẵn cho nên mình uống chơi thôi. Rồi đây là ly rau má của mình. Bye bye bye. Nó rất là thật, khi mình thích thì mình nói thích, còn mình không thích thì mình không thích. Rau má không phải là một cái loại nước uống favorite, thích của mình, mà tại vì nhà mình có trồng sẵn đó, nó mọc sẵn luôn á, nên mình uống thôi. Ok bye bye.